Lại muốn quay trở về làng cũ hay sao? Dạ, con thấy mình đã khỏe hơn nhiều so với ngày con tới đây. Con đã tạ chú đã cứu sống con. Nhưng bây giờ con xin từ biệt chú. Con đi tìm mẹ của con và người thân của con. Đêm nào con cũng nằm mơ thấy họ. Con không thể ru rú ở đây lo cho một mình được. Con biết chú sẽ kể, nhưng con nhất quyết phải đi. Vậy là đêm đó mẹ con và cô đã lạc nhau sao? Đúng đó con. Vậy cô có biết họ đi đâu hay không? Cô cũng không rõ chuyện đó. Chỉ biết chắc là họ đã không bị tên Tô Hoàng bắt đi. Như vậy là cũng may mắn rồi. Mẹ ơi, cô ơi, bây giờ mọi người đang ở đâu? Mọi người có bình an không? Con nhớ mọi người lắm. Mọi người có nhớ con không? Mẹ con là người bản lãnh, không có gì quật ngã được mẹ con đâu. Con yên tâm đi. Còn chú cứu con là ai? Sao cô biết chú ấy? Sao cô biết chỗ này mà tới đây? Là do cô tình cờ gặp thôi. Nhưng con phải biết điều này, ông ấy là người tốt. Trước đây ông ấy cũng ở làng mình, nhưng vì bị bọn Tô Hoàng ức hiếp nên phải bỏ làng trốn lên đây. Ông ấy là một thầy thuốc giỏi và võ nghệ cao cường. Con được ông ấy cứu sống là phước phần của nhà con còn dày đó. Thật vậy sao cô? Con có căm thù Tô Hoàng không? Ừ. Con có muốn trả thù kẻ đã giết cha con không? Chính hắn đã hại gia đình con ly tán như vậy đó. Đối với Tô Hoàng, con thề không đội trời chung. Con sẽ một mất một còn với hắn khi gặp hắn. Nam nhi chi chí như vậy là được. Nhưng bấy nhiêu đó thôi chưa đủ, mà con còn phải có võ nghệ cao cường và có trí khôn hơn người. Nếu muốn như vậy thì con phải kiên nhẫn nằm gai nếm mật, tập luyện võ công, mở mang đầu óc, nín nhịn chờ thôi. Khi gặp đúng thời cơ thì mới mong tiêu diệt được kẻ thù. Tới lúc đó con có thể mang đầu của kẻ thù cúng tế trước mộ của cha con, và con có thể hãnh diện khi gặp lại mẹ và người thân của mình. Những gì muốn nói cô đã nói hết. Cuộc đời của con là do con phải tự quyết định. Cô Mót ạ, con... Cô đã nói, đã kể chuyện gia đình của con cho ông Sâm nghe rồi. Ông ấy sẽ dốc lòng giúp con. Khi nào con đủ lớn không, hãy quay về trả mối hận thù đó. Nhưng đợi đến ngày đó thì lâu quá. Con muốn... Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Con hãy ghi mối hận thù lên vai, lấy đó làm động lực mà kiên nhẫn luyện võ. Cô mong tới ngày chính tay của con sẽ lấy mạng Tô Hoàng để trả thù cho cha mình.